Hello, mến chào anh chị em và con mình đến với kênh Mê Xe Cổ Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam 68. Ngày hôm nay em review con Cúp 50, Cúp 50 đời 93, Cúp trắng ha, 93 Cúp trắng, xe khá đẹp ha, khá là xuất sắc. Vậy em review cái phần chi tiết con xe Cúp 50, màu xanh vỏ dưa Cúp trắng này ha. Anh chị em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007, gửi hình chi tiết cho anh chị em mình xem ha. Anh chị em mình xem kênh, vui lòng cho em lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh để em cũng phát triển kênh YouTube một ngày một vững mạnh hơn nữa, để phục vụ anh chị em bà con mình trong những phút giây làm việc mệt mỏi. Em cũng cảm ơn anh chị em bà con mình rất nhiều. Vậy em review chi tiết con xe Cúp 50 này ha. Em mô tả từng phần cho anh chị em mình xem luôn. Nè, điều thứ nhất là nước sơn á, là cái cặp lốc này có bắn nè. Cái bọc sơn này là có bắn nè. Đó, bắn bọc sơn là có bắn nè. Cặp lốc là hai bên lốc á, anh em thường gọi là hai lốc và hai cái phách máy á, là hai bên là đều có bắn. Còn lại tất cả là đều nguyên zin, nó dạng màu là đều nguyên zin ha. Gấp nè. Nó trùng chỉ bò nè, nổi lên nè. Đó, nguyên zin nè. Sơn nè. Đó, nguyên zin nè. Đó, phụ tùng trên xe là zin 100%. Đó, không có đầu lô. Đó. Anh chị em mình chơi những xong xe này chắc cũng đã hiểu. Đó, anh đó, câm niền nè. Rất đẹp. Vỏ nè, made in Inu. Inu. Đất nền, nền 93 nè. Đất nền 93. Ba ga thì xuất sắc. Ba ga xuất sắc. Bình xăng xuất sắc ha. Này mới rửa nè, nước nè. Nước đang còn hơi nước á. Hơi nước đóng lại á, chứ không phải là gì hết á. Rất là đẹp. Để yên nè. Yên sắc, xuất sắc luôn. Dây yên rin. Dây yên rin. Cầm. Đẹp ha. Bao tay nè. Mềm mại ha. Bàn thờ nè. Xuất sắc luôn. Con đồng mét 9011 cây. Cầm nè. Sảy con máy. Đời này là không có nút công tắc đèn nha. Anh chị em mình hay hỏi cái vấn đề này, nhưng mà đời này là không có nút tắt đèn, 93 là không có nút tắt đèn. Giờ này review lại cái bên cái phuộc sau nè, phuộc sau nè, bốn cái đèn xi nhan nè, nó sải kho 7 luôn á, bốn đèn xi nhan này thôi khỏi miễn bàn, chụp đèn là rất đẹp, cầm đèn nè, đầm nè, nước sơn đầm nè, thấy đã không? Đó, cái bô nè. Cho em xem kỹ ha. Giờ đạp nè. Đó, lốc này có bắn nè. Đó, lốc này có bắn nè. Cái nào có bắn là em nói bắn ha. Đó. Cấp trắng nè. Đó, tem lâu ngày quá nó sầm xuống nè. Lại xử lý lại được. Thôi để vậy đi. Nhiều khi xử lý do anh em kêu em này cái nọ nó cũng mệt. Cũng phiền lắm. Khó lắm. Mua bán mà. Tem rất đẹp. Cục máy nè. Máy bên sang con nè. Máy rất đẹp ha. Máy rất đẹp. Đó, cặp đầm nè. Bánh nè. Xuất sắc luôn. Đầm bánh xuất sắc luôn. Vỏ trước nè. Đó, vỏ trước gai rất là đẹp. Rất đẹp. Inu. Đó, Inu. Cục giò gà nè, lò xo nè. Trong nè. Xanh rum, còn đen thui. Lộn xanh rum. Bánh đầm trước nè. Khá đẹp, khá là xuất sắc ha. Đó, cục nè. Chạy nó bị bụi quá. Về thì hết sảy con 7 luôn. Về này về nhựa màu ha.
đời này là nhà nhựa màu, mặt nạ baga nè. Cho cái mặt nạ nè, baga nè, có chấm sơn này cho nó sạch sẽ cho anh chị em mình con mình sẵn luôn ha. Màu đèn nè, bốn cái đèn xi nhan nè, rất là đẹp, cái đèn chất máy nè. Kiến nè, kiến đó, kiến rin nha, đó, kiến rin. Nhiều khi anh em mình kêu sao xấu xấu quá, nhưng xấu xấu lại rin. Rồi, em nổ máy cho anh chị em mình nghe nha. Kẹt xi nhan đầy đủ, chỉ có để lâu quá cái bình hơi yếu. Đó, về anh em mình xử lý ha. Còn những dòng xe này về là mấy cái bình hơi yếu xíu. Đèn xi nhan công mát đầy đủ. Rồi, anh cũng kết thúc cái buổi quay ngày hôm nay. Anh chị em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua bên em, số điện thoại là 0979 396 007. Em gửi hình Zalo cho anh chị em mình xem ha. Anh chị em mình xem kênh vui lòng cho em được like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển kênh YouTube một ngày vững mạnh hơn nữa. Cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều.